Bây giờ mình gặp một con nữa rồi anh em ơi. Kèo này á, mình sẽ dùng một chút trái cây dẻ để mình bắt con mái nha anh em. Tại vì mình đang muốn là bắt một cặp chống mái zin rừng. Có anh kia anh đặt mình là một cặp chống mái zin rừng để anh về anh thả vi. Cho nên là cái này mình sẽ dùng một chút hoa quả để mình dụ con mái nữa nha anh em nhé. Nói cho anh em hiểu rõ chứ mất công anh em lại bảo là bẫy đấu gì mà lại cho hoa quả lên. Rồi, nó đang hót ở gần đây rồi, móc chim mồi lên thôi.
Rồi, một cặp chim rừng anh em ơi. Cẩn thận. Rồi. Ok. Rồi, một cặp chim rừng nha anh. Nhiếp ảnh Minh Kỳ. Anh thợ ảnh Minh Kỳ nha. Một cặp chim rừng quá đẹp luôn. Và đây, bà mái đây. Đây là ông trống đây, ông trống đây. Mỏng rất dài luôn. Wow. Đẻ rất sung. Ơi, ok. Em vào kém rồi một tuần nữa em gửi cho anh nha anh Minh Kỳ ơi. Bây giờ thì bắt bỏ vào túi thôi. Rồi đi kiếm con khác. Mệt quá rồi, 11 giờ trưa rồi mà mới được có một cặp này thôi. Rồi. Hẹn anh em trong clip tiếp theo nha.